tiếp tục chào lại anh em ha. Mình hôm nay tiếp tục xong con máy này bàn giao tiếp cho khách nữa ha anh em. Đó, cái này là đặt theo nhu cầu, là máy máy này là mình nói rõ ha, là nó chức năng của nó tạt luống, nó tạt đất lên luống, xới đất. Nhưng mà khách tùy theo người, cái này là khách đặt là chỉ là bông cỏ thôi, còn lúc nào mà anh em nào mà có muốn có cần tới mà xới đất á, thì sẽ đặt mình làm cái bộ xới đất về chỉ lắp vô để xới đất hoặc là tạt đất ha. Còn hiện tại là con máy này khách đặt là đặt chuyên băm cỏ đó, mình thiết kế hiện tại là nó chuyên băm cỏ, còn xới đất thì mình chỉ lắp vô thôi, là đổi dòng tua chậm là lẹ rồi lợi thôi, chứ không có cần làm gì thêm nữa. Nó rất là tiện lợi cái chỗ đó đó. Máy này thì mình làm theo nhu cầu, nói chung là ở đây mình làm theo nhu cầu cho từng anh em thôi. Còn anh em nào mà có máy thì mình cũng nói hoài đó, mình nói cái này là để cho anh em mà chưa có xem cái clip á, đè cho nhọc lưỡi lên cái lưng. Anh em nào chưa xem clip á thì nếu mà anh em có máy rồi á thì gọi lại mình tư vấn để mình làm cái trục băm cho anh em. Đó, trục băm này bề ngang 60 phân mà. Đó, làm bộ trục băm như vậy á. Đó, trục băm 60 phân làm bộ trục băm là 1,8 triệu ha. Cái giá bình thường giống như mình làm mà thôi. Đó. Chạy bảo đảm anh em không bao giờ rung lắc, anh em sợ rung lắc khóa rung lắc cái hộp sinh giữa đó. Cái đó là mình nói theo cái cảm nghĩ của mình thôi, chứ còn cái kỹ thuật làm là không có để cho rung. Chút để em thử máy cho anh em xem, không bao giờ rung, nó còn chuẩn hơn cái con dao xới nữa, anh em hiểu không? Anh em có xới đất rồi biết là nó chuẩn hơn. Đó. Còn máy móc thì mình gia công, anh em muốn cái tất cả những loại máy nào là lại máy chọn máy nó tốt nhất trong cái tầm giá cho anh em. Nó tốt nhất anh em gọi video, như máy trong đó cũng là đang làm đó, là chắc có thể ngày hai ngày nữa cũng xong cũng giao. Đó, làm theo nhu cầu, làm theo cái ý muốn, cái công việc của anh em là nó bảo đảm nhất đó. Chứ còn không nên là thấy, tại vì có những thứ máy Nhật thì nó tốt thiệt, mà có những thứ lữ xới hay dao xới, dao tạc hay tất cả những thiết bị bên ngoài nó phải phù hợp với công việc của mình, phù hợp với cái vùng đất của mình đang làm. Cho nên là anh em nên gọi lại mình tư vấn, nếu mà có đặt máy thì mình làm theo cái ý của anh em đó, cho nó phù hợp là con máy chạy về là đảm bảo. Chứ mình đừng có nên thấy cái máy xới người ta quay lên là mình không biết, nhiều khi nó mua về nó hên xui, nó phù hợp thì xài, còn không phù hợp thì anh em mắc thêm phụ tùng phụ kiện này kia cho nó phù hợp, thì nó rất tốn kém, mà nó không có chuẩn bằng một con máy ở tại chỗ mình ở đây mình gia công luôn đó. Thì nói vậy anh em hiểu rồi ha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu đặt thì nên kết bạn Zalo, nó gọi video, gọi hình trực tiếp, mình sẽ quay trực tiếp chấm con máy nào, mình sẽ lên danh sách con máy đó, mình sẽ hẹn cái lịch ngày nào đó mình sẽ bàn giao cho anh em. Rồi thì anh em nào chưa có máy thì muốn đặt hàng bên mình thì cứ gọi lại, còn anh em muốn có máy rồi thì muốn làm trục băm thì cũng gọi lại cho rõ ràng để mình tư vấn, để mình làm cái bộ trục cho anh em về anh em lắp vô. Rồi giật máy đi lên nè, anh em xem cái độ rung của nó nè.
không bao giờ có cái chuyện mà không có bao giờ có cái chuyện mà dung giống như anh em nghĩ ha. Đó, mình đảm bảo 100% luôn. Cái đó là cái kỹ thuật bên mình làm thôi. Đó, chứ còn nhiều khi cái đồn đón này kia nó, nhiều khi anh em muốn làm, anh em có con máy muốn làm chục băm, nhưng mà sợ là làm về xài không được. Đó, rồi cộng thêm mà những anh mà cũng là nhà tay chân nhanh lẹ đó, rồi mà bấm bình luận hay là cái này kia, hay là nói cái này kia đó, chưa có thực tế, chưa có trải nghiệm đó. Đó, thì cái này nó rất có lợi cho bà con nông dân làm. Đó, nhưng mà điều có một cái là nhiều khi nhiều người không hiểu máy móc, rồi không hiểu cái nói chung là nói ra là cái người hiểu biết người ta sẽ biết cái người đó không hiểu, không có hiểu am hiểu về máy móc, cho nên là cái chuyện nói nó nhanh hơn làm, nói nó hay hơn làm. Cho nên là anh em nhiều khi mình cũng khuyên anh em á, mình sống ra thí dụ cái gì mình biết thì mình nói, còn không biết thì thôi. Chứ nhiều khi có những chuyện nó tốt, nó rất có lợi cho bà con nông dân, mà bà con nông dân thì cái nhiều khi người ta tìm hiểu không kỹ, với phần chưa có gia chạm thì nghe nói thì cũng bị nản lòng. Nếu mà bị như vậy thì nó nhiều khi là nó rất mất rất là nhiều tiền của người lao động, không dám đầu tư, anh em hiểu không? Nó không dám đầu tư mà cứ làm bằng tay chân, hoặc là làm mấy cái thiết bị nó chưa phù hợp đó, thì nó rất là tốn chi phí cho cái công việc của mình, nó mất cái lợi nhuận. Cho nên là mình thấy cái gì cũng phải hiểu, còn cái chứ còn người ta làm ra cái gì thì nói đương nhiên là càng ngày càng tốt, càng ngày càng cải tiến hơn, nó càng tốt hơn thôi. Chứ còn cái giá trị thì làm ăn thì ai cũng nói chung là người làm này làm kia làm để sống thôi, chứ không có gì, chứ không phải mà nói như giống như những người anh em mà chưa hiểu biết bình luận này kia thì nó không tốt á. Thì nói chung là cái đó mình cũng không quan tâm, bên đây mình làm cho khách quen thôi mà. Khách hồi xưa giờ là xài đồ bên cửa hàng mình đó. Thì thôi bây giờ mình không nói nhiều vấn đề này nữa ha. Anh em nào có nhu cầu, rồi con máy này thì mình không phải là mình nói mình bán con máy này nha. Con máy này đã bán cho khách đã đặt trước rồi, bữa nay xong đó, mình quay lên cho anh em tham khảo vậy thôi. Chứ bên mình là nhận đơn đặt hàng trước hết. À, còn anh em nào mà muốn thì cứ gọi Zalo, cứ kết bạn Zalo, gọi lại mình tư vấn rõ ràng. Máy ví dụ như đắt tiền, rẻ tiền này kia đó. Đó, mình ít tiền thì mình xài con máy nó rẻ tiền chút, nhưng mà vẫn đảm bảo công việc. Mà đương nhiên máy rẻ tiền thì nó, nói tóm lại nó có những cái, nó nói chung là cái đời máy đồ này kia nó có những cái nó sẽ không bằng con mắt tiền. Nói chung là cái tiền nào của nấy á. Nhưng mà nó sẽ tốt cho cái bên mình làm, thì nó sẽ tốt cho cái trong cái tầm giá của con máy đó cho anh em, nó tốt nhất, nó sẽ có cái giá trị của nó sẽ hơn cái giá trị tiền của anh em bỏ ra. Rồi vậy ha, thôi chào tạm biệt anh em ha.